Chào anh em, hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em một bộ 6230i anh em ạ. Hàng nhà mạng T-Mobile đẹp lắm anh em. Con này thì nó khui siêu rồi. Đây là con một siêu rồi. Đây. Phiếu này T-Mobile nó dán này khui siêu rồi. Thông tin của nó là Nokia 6230i này, T-Mobile này, Silver. Mấy điện Phần Lan anh em nhé. Mở bút cho anh em xem. Xem bên trong nó có những cái gì. Đây. Máy để đây. Đây thông tin là cái khay đựng máy này. Đây là toàn bộ giấy tờ này. Đĩa software kìa. Sách hướng dẫn này. Rất nhanh. Đây này gồm cục sạc này, pin này, máy này. Còn nguyên siêu trong nylon này nhé. Đấy, siêu máy này, nguyên siêu trong nylon. Đây này, gồm thẻ nhớ này, thẻ nghe này nhé. Tất cả nó còn trong nylon hết anh em nhé. Điều anh em đẹp lắm anh em. Siêu phẳng lì. Mở cái máy. Đây này nó có cam. Còn con máy này nó lại có cái tem quỷ tím ấy. Thông tin của máy ấy. Email là đuôi 66641 nhé. Hiểu nhé. Đấy. Trùng với thông tin của máy. Em cắm thử cái sim cho anh em xem nhé. Mình không để ý là máy unlock chưa. Nếu chưa unlock thì em lấy code sau đi. Lấy tạm cục pin. Tạm cục pin 5C em bán luôn. Con này unlock rồi anh em ạ. Em vào T-Mobile này. Đấy, nó có cái thêm của T-Mobile này, đặc trưng. Kèm chơi email 6641 thì anh em nhé. Này thêm mà không anh em nhé. Màn này này, thông tin này, Nokia này, T-Mobile này, hàng xuất UK anh em nhé. Anh em order thì vui lòng lên đấy, đằng sau cái nắp lưng nó có logo T-Mobile luôn này. App Zalo 0982 830 738 anh em nhé. Tất cả là máy brand new hết anh em ạ.